Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm giữa tuần trên kênh chứng khoán Chiến Binh đơn từng có sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Thì như anh chị em của chúng ta đã quá quen thuộc rồi một tuần. Khi mà chúng ta kết thúc một tuần giao dịch thì chúng sẽ có một bản tin phân tích view lại bộ ba tham số chung thị trường ở trong tuần vừa qua cũng như chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái danh mục các cái mã cổ phiếu rất là cơ bản. Còn trên kênh Hùng Lê chứng khoán thì kết thúc một ngày một phiên giao dịch thì chúng ta sẽ có một bản tin để chúng ta view lại chỉ số VN Index, chỉ số VN30 chỉ số phá sinh bởi vì trên bản tin tuần thì à, chúng ta có 5 phiên giao dịch và chúng ta sẽ không thể lượng hóa hết được tất cả các cái nội dung. Do đó thì kết thúc một phiên giao dịch chúng ta sẽ cần có một cái bản tin để chúng ta view lại và như hùng nó có phân tích chia sẻ chỉ số VN Index, VN30 phá sinh nó như là một cái đường ray của một cái đoàn tàu đó, đường ray để cho đoàn tàu nó đi và nó là cái xương sống của thị trường. Do đó khi mà chúng ta phân tích được à, gần sát À, dự báo được gần sát cái xu hướng của thị trường thì như vậy là à, chúng ta cũng sẽ tăng à, cái tỷ lệ thành công của chúng ta lên đúng không ạ? À, bởi vì à, thị trường chung thì nó sẽ chi phối hết tất cả các nhóm ngành cũng như tất cả các mã cổ phiếu. Thì à, chúng ta à, anh chị em của chúng ta sẽ chú ý chúng ta đăng ký hai kênh để à, chúng ta tiếp tục à, theo dõi những cái nội dung mà cá nhân Long Lê phân tích thì bản tin phân tích tuần này tuần từ phiên giao dịch 23 đến 27 tháng 9 thì như thường lệ phần 1 chúng ta view lại các cái kịch bản phân tích ở trong tuần vừa qua. Phần 2 chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng rất là cơ bản gồm mã cổ phiếu nhóm trụ, nhóm ngành bất động sản khu nghiệp, nhóm thép, nhóm đầu nhóm bất động sản dân cư và nhóm ngành chứng khoán. Và các anh chị em lưu ý tất cả những cái nội dung phân tích trên video mang quan điểm cá nhân của ông Lê. Chính vậy nên là anh chị em của chúng ta sẽ cố gắng chúng ta à chắt lọc à, những cái gì nó phù hợp những cái gì mà nó tốt thì các anh chị mang về chúng ta áp dụng và uh, chúng ta uh, thế gọi là 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 cái kỷ nguyên của 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 bốn rồi các thứ rồi cho nên là cái cái hệ thống thông tin uh, của chúng ta cũng rất là sinh động cho nên là chúng ta cũng có rất nhiều ở các cái nguồn để chúng ta tổng hợp đúng không ạ phần thứ nhất thì chúng ta sẽ uh, đi view lại bộ ba tham số chung của thị trường À, của thị trường ở trong tuần vừa qua các anh chị nhá. Chỉ số VN từ phiên giao dịch ngày 16 đến ngày 20 thì như chúng ta cũng đã có phân tích dự báo ở trên bản tin phân tích tuần phiên giao dịch của ngày 16. Dự kiến gấp tăng 1257 và sau đó thị trường chúng ta sẽ đi lần lượt test ở vùng 1250 đến vùng 1245. Và các anh chị cũng để ý thấy là trong phiên giao dịch ngày 16 thì thị trường của chúng ta có một cây nến kết thúc phiên đúng không ạ? Với một góc độ là gì? Nó giảm khá là mạnh và chính vì vậy nên là đến phiên giao dịch ngày 17 thì như vậy đồng ông có phân tích các cái điểm dự báo về gáp tăng chỉ số VNI sẽ tiến về vùng 1243 và sau đó khả năng sẽ test về đến vùng 1235 điểm. Thì chúng ta thấy rằng là trong phiên giao dịch ngày 7 là một cái phiên mà có thể gọi là bản lề của thị trường ở trong tuần vừa qua sau những uh, cây nến sau ba cây nến uh, giờ của buổi sáng thì như vậy đến phiên chiều uh, thị trường chúng ta bắt đầu có xu hướng tăng mạnh và chỉ số VN Index chúng ta lần lượt uh, vượt qua được vùng 1 45 uh, hướng đến vùng 1250 điểm đó chính là target ngày ở trong phiên giao dịch ngày 17 và nó vượt thoát lên với một lực long khá là mạnh và kể từ đó thì chúng ta cũng đã có những cái bản tin uh, phân tích để chúng ta nâng cái target kỹ thuật của chỉ số VNI lên vùng 1270 và phiên giao dịch của ngày hôm nay ngày 20 tháng À, ngày 20 tháng tháng 9 thì chính thức là chỉ số vn của chúng ta hoàn thành được cái target mục tiêu ở vùng 1280 điểm. Thế thì trong phiên giao dịch của ngày hôm nay thì uh, chúng ta dự báo cái điều gì? Tức là chúng ta dự báo là chỉ số vn sẽ có gắt tăng lên khoảng quanh vùng 1274 điểm, đúng không ạ? rồi sau đó nó sẽ lắp ráp chỉnh cung và tiếp tục công vùng 1278 đến vùng 1280. Tuy nhiên các anh chị nhìn thấy cây nến giờ đầu phiên, chỉ số VNI của chúng ta là khá là tích cực. Bật lên ở trên vùng 1283 điểm và sau đó thì chỉ số VNI chúng ta bắt đầu có xu hướng chỉnh cung và hai cây nến giờ ở trong phiên chiều là hai cây nến mà VNI của chúng ta test cung khá là sâu. Và kết thúc phiên thì gần như là chỉ số VNI chúng ta chỉ còn ghi nhận mức tăng 0,77 điểm nữa thôi đó không phải vài vài điểm nữa thôi và phiên ngày hôm nay thì quỹ một số các cái quỹ nó cơ cấu chính vậy nên là trong phiên ATC thì nó cũng diễn ra các cái bước nó khá là 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 là, là khó là khá là khó là phán đoán do đó thì tuần tới thì sau khi một quỹ cơ cấu xong thì đường chúng ta ổn định và chúng ta sẽ bước vào một cái xu hướng và chúng ta kỳ vọng điều gì chỉ số VNI sẽ quay trở về test cung và các cái điểm test ở mục tiêu sẽ ở khoảng quanh vùng 1270 điểm sâu hơn sẽ là vùng 1265 đến vùng 1267 À, kỳ vọng test tích lũy thành công thì mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta vẫn như vậy thôi, chúng ta sẽ hướng đến ba cái điểm cảng kỹ thuật mà chúng ta sẽ hướng đến đó là vùng 1280, vùng 1285 và điểm xa hơn sẽ là vùng 1290 và tại điểm 1290 ở trong phiên giao dịch, à, các cái phiên giao dịch của tuần tới thì như vậy đồng chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta đánh giá thêm à, cái cảng kỹ thuật này. Và chúng ta sẽ nói đến một cái câu chuyện ở đây Đó là chúng ta sẽ view cái sự tương quan giữa chỉ số VN Index và chỉ số Dow Jones Các anh chị nhá Thì thông thường là khi mà chỉ số Dow Jones bước vào những cái chen tăng Bước vào những cái chen tăng Đấy Thì như vậy là chỉ số VNI của chúng ta cũng sẽ có những cái chen phục hồi Nó ăn theo cái xu hướng của thị trường chứng khoán thế giới Và đặc biệt là chỉ số Dow Jones Thế thì ở thời điểm hiện tại thì các anh chị cũng nhìn thấy rồi đúng không ạ À chỉ số Dow Jones nó có một cái điểm mà test rất sâu ở vùng 40.000 điểm ở đây và đặc biệt là cái cái những cái phiên rũ của Dow Jones nó rất là rất là khủng khiếp anh chị nhé, Đây là những cái phiên rũ này. Và sau những cái phiên rũ đó thì như vậy là chỉ số Dow Jones phục hồi và uh, phiên giao dịch ngày hôm qua thì nó khá là tích cực khi mà vượt qua được cái mốc 42.000 điểm và có thể uh, kỳ vọng trong phiên giao dịch tối ngày hôm nay thì chỉ số Dow Jones sẽ vượt lên trên vùng 42,3 3 K uh, điểm ở đây thì như vậy nó sẽ là một trong những cái tín hiệu tích cực để giúp cho thị trường của chúng ta phục hồi. Và ở đây thì các anh chị cũng nhìn thấy là chỉ số VNI của chúng ta cũng đã có một cái điểm test quanh vùng 1240 và bắt đầu có xu hướng phục hồi. Và với kỳ vọng chung thì chúng ta sẽ uh, tiến đến các anh chị tiến đến vùng uh, như chúng ta đã có phân tích là gì? Uh, chúng ta đã có phân tích ở trên trạc kỹ thuật uh, ở trên dạng kỹ thuật giờ đó thì chúng ta kỳ vọng là chỉ số VNI sẽ hướng về vùng 1290 và bứt được cái vùng 1290 thì khá khá hơn thì chúng ta ngắm về vùng 306 và điểm xa hơn sẽ là vùng 320 thì đó là cái kỳ vọng trong thời điểm ngắn hạn của chỉ số VN Index bây giờ chúng ta sẽ nhìn sang chỉ số VN30 ở trong tuần vừa qua thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi à, chúng ta đã có những cái phân tích điểm mở gáp ở đây và các cái điểm mà chỉ số vn30 chúng ta sẽ quay trở về test cung chỉnh nền ở quanh vùng 1290 cộng trừ 5 điểm và phiên giao dịch ngày 16 thì nó thủng qua cho nên là chúng ta phải tính toán tiếp cái điểm 1280 và điểm sâu hơn là vùng 1275 và rất là tích cực ở trong phiên giao dịch ngày 7 Uh, phá sự, uh, VN30 chúng ta test tích lũy thành công ở vùng 1280 và sau đó thì chúng ta đã lần lượt uh, nâng được uh, các cái target mục tiêu ở vùng 1305 uh, Hướng lên vùng 1315, 1318, 1320 Và trong phiên giao dịch của ngày, ngày hôm nay thì như vậy là chỉ số VN30 của chúng ta có một gáp tăng cực mạnh ở đầu phiên giao dịch uh, Chúng ta dự báo là sẽ gáp tăng lên quanh vùng 1321 và sau đó nó sẽ test lại uh, Đúng đấy chị, uh, nó sẽ test lại ở quanh vùng 1310, 1312, 1313 ở đây rồi sau đó sẽ hướng đến cái vùng target kỹ thuật 1325 nhưng trên thực tế là gap tăng ngay từ đầu phiên giao dịch thì chỉ số VN30 của chúng ta đã vượt qua được à, đã vượt qua được cái vùng 1.325 điểm ở đây với lực tăng khá là mạnh và à, tiếp đến nữa thì nó lại còn nó lại còn vượt lên được đến vùng 1335 điểm các anh chị nhé 1335 điểm và phiên chiều thì như vậy là chỉ số chỉ số VN30 à phiên chiều thì chỉ số VN30 chúng ta tiếp tục. Tiếp tục quay trở về test cung với hai cây nến giờ với hai cây nến giờ ở trong phiên chiều. À, là à, xu hướng chỉ giảm đây và nó lấp lại. Như vậy thì khả năng với cái cách tạo lập của thị trường hiện tại chúng ta sẽ kỳ vọng chỉ số VN30 sẽ tiếp tục có các cái điểm kéo lại ở vùng 1330 đến vùng 1331 ở đây sau đó nó sẽ test và test tích lũy lại ở vùng 1325 điểm sâu hơn là vùng 1320-1323 vậy thì tại sao chúng ta lại nói đến điểm 1320-1323 thì các anh chị nhìn thấy ở bên này trong cái quá trình mà nó phân tích ở chúng ta phân tích lên thì chúng ta nói đến cái điểm 1320-1323 đó là vùng cản trước khi mà nó hướng đến vùng 1325 đó. vậy thì sau cái quá trình mà đây là một cái gáp tăng với một cái gọi là thông tin tích cực của chỉ số Dow Jones đã giúp cho chỉ số VN30 chúng ta có một gáp tăng ngay từ đầu phiên và sau đó nó đi lấp gáp thì đây là một cái hoạt động hết sức là bình thường và sau những cái hoạt động lấp gáp đó thì chúng ta kỳ vọng là chỉ số VN30 chúng ta sẽ tiếp tục phục hồi test lý thành công thì mục tiêu mục tiêu ở trong tuần tới mục tiêu ở trong tuần tới thì nó vẫn như vậy thôi chúng ta sẽ À, tiếp tục có ba cái điểm mà ba cái điểm cản mạnh của thị trường, đó là vùng 1335, 1340 và điểm xa hơn đối với chỉ số VN30 chúng ta sẽ hướng về uh, quanh vùng 1345 điểm. Bây giờ thì anh chị em chúng ta sẽ nhìn chỉ số VN30 ở trên chart cái tuần ngày để chúng ta nắm được những cái nội dung như vậy là đến thời điểm hiện tại thì chỉ số VN30 sau khi bứt qua kênh đúng không ạ? ba cây nến test và đây là cây nến thứ ba và cây nến ngày hôm nay thì vẫn là một cây nến tích cực mặc dù là cái điểm đóng cửa nó không được ở cao nhất phiên. Và chúng ta cũng nhìn thấy ở đây đó là vùng 1330 điểm, 1335 và vùng 1340 ở đây nó vẫn đang là những cái điểm cản, cái chị vẫn đang là điểm cản. Và cái nút thắt kỹ thuật của chỉ số VN30 nó chỉ còn cái nút thắt ở vùng 1340 nữa thôi. Và vào một ngày đẹp trời đúng không? Vào một ngày đẹp trời đây, chỉ số VN30 chúng ta vượt thoát và bứt qua được bớt qua được cái vùng của 340 à, bớt qua được cái vùng của 340 thì chúng ta sẽ à, hoan hỉ để chúng ta hướng đến cái vùng 1400 ở đây và các anh chị nhìn thấy là tới đến thời điểm hiện tại thì chỉ số VN30 chúng ta có những cái lực đánh các anh chị nhé à có những cái lực đánh trên chạc cái thuật ngày tức là cái 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 vôn nó bắt đầu gia tăng đấy các anh chị nhé vôn bắt đầu gia tăng tức là à dòng tiền bắt đầu đánh các cái mã cổ phiếu vốn hóa lớn và trong trường hợp tuần tới nếu như chúng ta tiếp tục xuất hiện được những cái dòng tiền đó, riêng cái cái VN30 nó đã chiếm đến 423 triệu cổ phiếu rồi. Ví dụ trong phiên giao dịch của ngày hôm nay, tất nhiên là phiên này, ngày hôm nay là quỹ cơ cấu. Tuy nhiên là ví dụ phiên liền trước đó thì chúng ta cũng thấy rằng là phiên ngày 18 tháng 9 đúng không ạ? Thì nó cũng đã lên à các cái mức khá là tốt. Và kỳ vọng à, test tích lũy thành công ở trên vùng 1320 thì chúng ta sẽ hoan hỉ và tuần tới sẽ là một cái tuần khá là quan trọng thì các anh chị à, chúng ta lưu ý bây giờ chúng ta sẽ đi view lại chỉ số vn30f1m ở trong tuần vừa qua thì đối với phái sinh thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy à, chúng ta có những cái phân tích và đặc biệt là cũng có chia sẻ với các anh chị một cái đường cản chéo ở đây à, trong phiên giao dịch của ngày 17 thì nó test à, nó test về đến những vùng 1280 đến vùng 1285 và sau đó chiều phiên chiều thì nó bắt đầu phục hồi và điểm mấu chốt ở đây là khi mà nó phục hồi thì ở bên này các anh chị lưu ý là chúng ta có cái vùng 1288 đến vùng 1290 là vùng hỗ trợ thì bên này nó có vùng cản. Và nó đánh break qua kênh xu hướng test lại ở trên vùng 1290 và lực long khá là mạnh và kể từ đây thì chúng ta cũng đã bắt đầu hướng được đến những cái các kỹ thuật của chỉ số phá sinh. Ví dụ như chúng ta hướng đến cái vùng 1318 đến vùng 1320 ở trong phiên giao dịch của ngày 18 19. Đó. Rồi đến phiên giao dịch của ngày 20 thì chúng ta dự báo là gì? à, chúng ta dự báo là cái cái kỹ thuật phá sinh có thể kéo lên vùng 325 tuy nhiên là gì các anh chị cũng hiểu rồi phiên ngày hôm nay là phiên theo tin và ngay ngay gáp tăng từ đầu phiên thì như vậy là chỉ số này được vượt qua vùng 325 tiến đến vùng 1330 sau đó hướng đến vùng 1335 và suy soát tí nữa thì là coi như chạm đến vùng 1340 các anh chị suy soát tí nữa thôi đó vậy thì với xu hướng hiện tại kỹ thuật của chỉ số phá sinh như này thì chúng ta kỳ vọng điều gì à, tuần tới à, phá sinh sẽ có thể hướng lại các cái mốc kỹ thuật ở quanh vùng 1333 1335 Tức là nó sẽ có những cái gáp kéo lại như vậy Rồi sau những cái điểm kéo đó thì chúng ta kỳ vọng là gì Phá sinh cũng như vậy thôi Nó sẽ test lại 1325, 1323 và vùng 320 Thì tại sao lại có cái điểm này Bởi vì ở vùng 320, 1323 ở đây Nó là cái điểm cản Sau khi nó bứt qua thì uh, chúng ta kỳ vọng là gì Nó sẽ test lại ở trên cái vùng cản Hoặc là uh, sát cái vùng cản Hoặc là bằng cái vùng cản kỹ thuật đó Rồi sau những cái điểm test kỹ thuật đó Thì chúng ta sẽ hướng đến à, những cái kỳ vọng đó là gì à, chỉ số phái sinh của chúng ta sẽ hướng đến vùng 1340 đến vùng 1345 điểm và trên trạng cái thuật ngày thì Hùng cũng đã có chia sẻ với các anh chị ở hàng ngày rồi ở à, thị trường của chúng ta vẫn đang ở xu hướng uptrend vẫn đang ở xu hướng uptrend mặc dù cây đến giờ à, cây đến ngày ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì phái sinh của chúng ta à, không vượt qua được cái mốc à, mốc 1335 ở đây nó vượt qua rồi nhưng nó không giữ được và nó quay trở về như thế này Vậy thì khi nó quay trở về như này thì chúng ta cũng kỳ vọng điều gì? Phá sinh sẽ test lại trên vùng 1320, 1323, 1325 ở đây trên sàn cái tuần ngày. Test lý thành công thì mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn đó là vùng 335, 1335 đến 1340. Và khi nào mà bông hoa 1340 nó nở các anh chị? À khi nào bông hoa 1340 nó nở với một cái kỳ vọng lớn, lực cầu thanh khoản và và nhóm banh và nhóm banh sẽ là nhóm mang tính quyết định để giúp cho thị trường của chúng ta vượt qua vùng 1340 chắc chắn phải sử dụng đến nhóm banh sau đó thì nó phụ họa thêm đó là nhóm thép nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp nhóm ngành bất động sản dân cư và một số các mã cổ phiếu chứng khoán nhưng để trụ lực giúp cho thị trường giúp cho chỉ số uh, vn 30 f 1 m giúp cho chỉ số vn 30 chúng ta vượt qua được vùng một nghìn bông hoa một khi nào sẽ nở rộ thì đó sẽ là cái thời điểm mà thị trường của chúng ta sẽ bung nóc anh chị để chúng ta hướng đến hướng đến cái vùng 1360, sau đó thì vùng 1380 và xa hơn sẽ là vùng 1400. Thì cái điều kỳ vọng này nó sẽ song trùng với quý 4 của năm 2024. Đó. À, chúng ta kỳ vọng quý 4 thì đường chúng ta sẽ có một nhịp tăng. Và nhịp tăng này sẽ kết thúc à trước cái kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán. Đó sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta dự báo là gì? À chúng ta có thể à, canh để chúng ta chốt lãi và trong trường hợp nếu như chỉ số VN30 chúng ta mà kéo đến vùng 1400 điểm ở đây thì đó là một kịch bản mỹ mãn à cho à, thị trường trong những tháng cuối năm 2024. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung tiếp theo uh, của bản tin tuần này. Chúng ta sẽ đi uh, phân tích các cái uh, mã cổ phiếu thuộc một số các nhóm ngành cơ bản các anh chị nhé. Mở cờ, à, trong tuần chúng ta dự kiến các điểm test 66.5 đến khoảng quanh 167 đây. À, tuy nhiên trong phiên giao dịch ngày 17 thì nó mới test cung chỉnh nền tạo đáy ở khoảng quanh vùng 65 đến vùng 65.5 và nó bắt đầu có xu hướng phục hồi. Và tuần này thì cái target kỹ thuật ở vùng 69.5 đến vùng 70 chưa đạt được. Tuy nhiên với cái cách vận hành này của Mở thì vẫn đang ở ở góc độ khá là tích cực. Do đó tuần tới à, chúng ta sẽ tính toán thêm ở điểm 67.3, 67.5. Hoặc nó khỏe hơn thì nó sẽ test lại cái điểm dâu nến ở đây các anh chị này Đó nó sẽ test lại cái điểm dâu nến này Và test tích lũy thành công ở vùng này thì ta gai kỹ thuật 69.5 đến khoảng quanh vùng 70 Cổ phiếu Mansan trong tuần chúng ta có phân tích điểm 73.73.7 đến vùng 74 và trong trường hợp nếu thủng vùng 73.7 thì các anh chị ở em của chúng ta phải tính toán đến một cái điểm hỗ trợ thuật tiếp theo của cổ phiếu này đó là quanh vùng 72.5 thì các anh chị nhìn thấy là loanh quanh ở trong phiên giao dịch ngày 17 thì nó test ở vùng 72.7 đến vùng 73 và sau đó nó có xu hướng phục hồi và sau xu hướng phục hồi đó thì nó lại tiếp tục test lại lần hai ở vùng 73 chấm bảy đến vùng bảy mươi bốn và nó lại tiếp tục kéo vào trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì một phần là cuối phiên ở thị trường của chúng ta quỹ cơ cấu do đó thì tuần tới chúng ta sẽ tính toán thêm ở quanh điểm bảy mươi bốn năm đến vùng bảy mươi bốn kỳ vọng test thành công của vùng này target mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta vẫn hướng về khoảng quanh vùng bảy mươi bảy vinamil <laughs> Vinamilk ở đây, à, tuần trước thì cái đà giảm của Vinamilk đang khá là mạnh đúng không anh chị. Và ông có nói với mọi người là gì? Ở cái vùng 72.5 chúng ta quan sát thêm. Trong trường hợp thùng vùng 72.5 thì chúng ta phải tính toán à, đến cái điểm 71 đến khoảng vùng 71.5 và trong phiên giao dịch ngày 17 thì như vậy nó về đến à, sát ở vùng 71.5 và bắt đầu nó có sự hướng phục hồi. À, target kỹ thuật tuần thì cũng có hướng đến vùng 74 và chính thức ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì à, Vinamilk đạt 74 trên 74 ở trên cây nến giờ đầu phiên. À, và Lực bán ở cuối phiên khá là mạnh, ở đây là quỹ cơ cấu các anh chị nhé à, 3 triệu cổ phiếu, do đó thì chúng ta cũng không thể lấy cây nến này Cây nến à, giờ kết thúc làm cây nến đại diện cho Vinamilk được Và chúng ta sẽ à, dự báo cái điều gì Như vậy là có thể tuần tới Vinamilk sẽ tiếp tục có những điểm test cung à, Chỉnh nền lại ở khoảng quanh vùng 72.5 à, Test tích lũy, kỳ vọng test tích lũy thành công ở vùng này Thì như vậy nó sẽ đảo long hoặc là nó sẽ test lại quanh vùng 72 71.5 ở đây bởi vì đây là một cây nến quỹ cơ cấu cho nên là chúng ta cần phải quan sát tiếp cái tín hiệu ở quanh vùng 72.5 cổ phiếu BVH ở trong tuần vừa qua thì nhìn chung nó vẫn là cái đà tích lũy đi ngang thôi ở quanh vùng 42.5 42.7 đây à, chưa có sức bật ta các kỹ thuật ở vùng 44 thì nó cũng chưa đạt được cho nên tuần tới lại vùng 42.5 42.7 test thì thành công mục tiêu vẫn là vùng 44 J uh, dự báo ở vùng 65 65.3 test nhưng mà cái phiên giao dịch của ngày 16 nó bị thủng vùng này và khi gì bị thủng vùng 65 thì đương nhiên rồi nó sẽ lùi lại cái vùng hỗ trợ thuật tiếp theo đó là vùng 64 thì các anh chị nhìn thấy là vùng 64 64.2 phiên giao dịch ngày 17 test khá là tích cực uh, tất cả cái thuật tuần ở vùng 68 đến vùng 69 thì trong tuần này nó đã lên được vùng 67 cộng và hiện tại cái cách uh, chạy của J khá là tốt cho nên tuần tới khả năng nó sẽ tiếp tục uh, test lại ở khoảng quanh vùng 66 66 65, kỳ vọng test nhiên thành công, target mục tiêu sẽ là vùng 69 9. Điểm xa của C thì chúng ta sẽ hướng lại ở khoảng quanh vùng 70. Mã cổ phiếu PNC à, như vậy là trong hai tuần vừa qua thì PNC à, tiếp tục tích lũy ở đây các anh chị nhé và biên tích lũy thì chúng ta có phân tích ở đây đó là điểm 98 đến khoảng quanh vùng 99 và chúng ta chờ đợi những cái tín hiệu kỹ thuật mà à, PNC à, đánh vượt thoát lên ở đây với lực cầu tăng và hiện tại thì tín hiệu đường MACD vẫn đang đỏ. Tuy nhiên ở đây thì À, chúng ta cũng nhìn thấy rằng là tín hiệu đường 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 mát đã bắt đầu có xu hướng chậm đà giảm và nó bắt đầu xu hướng sideways đi ngang đó sẽ là những cái thời điểm mà tốt để cho cổ phiếu tích lũy và chỉ cần một cây nến thôi chỉ cần một cây nến bứt thoát thôi thì đó sẽ là những cái thời điểm mà các anh chị có thể thu gom hết xu thu, thu hết thu gom hết mã cổ phiếu này đó và hướng đến những cái vùng target kỹ thuật cao hơn và cái điểm ngẽn kỹ thuật của PNG ở trong thời điểm ngắn hạn nó chỉ còn ở quanh vùng 110 thôi và thời điểm nào mà PNG vừa thoát quanh vùng 110 thì như vậy là anh chị em của chúng ta cứ thế là chúng ta kê gối để chúng ta ngủ thôi nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thì đối với nhóm ngành này trong tuần vừa qua đã phục hồi khá là tốt từ vùng hỗ trợ kỹ thuật và <laughs> các cái điểm mua đã xuất hiện tích cực ở trong tuần vừa qua các anh chị nhé KBC ở trong tuần chúng ta dự báo ở uh, các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 24.7 đến vùng 25 và trong tuần uh, phiên giao dịch ngày 17 thì nó có nhíu xuống quanh vùng 24.5 và sau đó nó bắt đầu nó phục hồi. Thì về cơ bản là uh, chúng ta phân tích cái vùng 24.7 đến vùng 25 nó là khá là sát rồi. Và tắc cái kỹ thuật tuần vùng 26 thì KBC đã hoàn thành và tuần và phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó tiếp tục hướng đến uh, cái vùng cản kỹ thuật cao hơn nó quanh vùng 27 với lực cầu khá là tốt và tích cực thì với cái cách vận hành như thế này vì chúng ta có hai cây nến giờ kéo khá là rát ở trong phiên giao dịch của ngày 19 cho nên là KBC phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó cũng tạo gáp và nó test cung thôi vùng 26.5 điểm sâu hơn ở vùng 26 26.3 kỳ vọng tuần tới chúng ta sẽ test tích lũy thành công của vùng này mục tiêu sẽ ngắm tiếp lên vùng 27.5 đến khoảng quanh vùng 28 cổ phiếu SSC cũng là mã cổ phiếu rất là tốt và <laughs> Hùng Lê thường xuyên phân tích những cái mã cổ phiếu này bởi vì nó là những cái mã cổ phiếu rất là sát sườn đối với à uh, rất nhiều uh, các anh chị em nhà đầu tư thì đối với SSC trong tuần chúng ta dự kiến vùng 33.3 đến vùng 33.5. Điểm sâu hơn thì vùng 35 ở đây, tức là nó có phiên giao dịch ngày 11 tháng 9 đúng không ạ? Và các anh chị nhìn thấy đấy uh, những cái điểm test về vùng hỗ trợ khá là đẹp ở vùng 35 35.2 35.3 35.5. Rồi, uh, target cái tuần thì chúng ta hướng target 1 ở vùng 36.5, target 2 ở vùng 37.5 thì trên thực tế là phiên giao dịch ngày hôm nay uh, SSC đã lên được đến khoảng vùng 37 37.3 còn 0.2 nữa thôi là nó đã đạt cái thuật tuần như vậy là chúng ta cũng dự báo rất là sát. Và sau những cái điểm tạo gáp thì như vậy là SSC bắt đầu quay trở về test tỷ lũy tuần tới ở vùng 36.3 36.5. Kỳ vọng test tỷ lệ thành công, tức là vì hai cây đến giờ này cho nên nó đi quay trả lại gáp, đó là câu chuyện hết sức là bình thường. Và sau những cái điểm test tỷ thành công ở đây, mục tiêu thì như vậy là sẽ bứt vùng 37.5 hướng về cả cái thuật 38. IDC cũng là một mã cổ phiếu khá là tốt, à, cơ bản nó tốt lắm các anh chị. IDC cơ bản tốt, nói chung là con này thì <laughs> các anh chị cầm thì không 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 sợ về 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 thất thoát về dòng tiền. Trong tuần à, vùng 58 mà 58.4 à, là là biên hỗ trợ này, nó đi dính chắc này. Nó có test xuống một tí tẹo nhưng mà đóng cửa lại vùng 58.5, tức là về cơ bản trong tuần có một điểm đã đánh đến vùng 59.5 ở đây. Như vậy thì tuần tới thì khả năng vẫn tiếp tục sideways và trong thời điểm ngắn hạn thì các anh chị lưu ý giúp Hùng là vùng 57.5, vùng 58 58.4 Đó sẽ là cái biên à đó sẽ là những cái điểm gì mà cổ phiếu IDC sẽ tiếp tục test tích lũy. À, test tích lũy thành công thì mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn thôi, à, chúng ta vẫn tiếp tục ngắm về à, quanh vùng cả 60 đến khoảng vùng 61. VGC ở trong tuần vừa qua test tích lũy thành công ở điểm à, hỗ trợ kỹ thuật và phục hồi. Đây các anh chị à, điểm mà chúng ta có phân tích ở đây đúng không ạ? Đây. À, vùng 41.3 đến 41.5 cực đẹp luôn và ta các, các kỹ thuật tuần ở vùng 44 thì là phiên giao dịch ngày hôm nay thì chính thức nó cũng đạt 44 trên 44 đồng thời thì chúng ta cũng nhìn thấy là một cái kênh xu hướng đây các anh chị một cái kênh xu hướng khá là đẹp từ đây xong rồi ở đây và tuần tới đó ví dụ tuần tới thì như vậy là vùng 43 quanh vùng 43 trong trường hợp mà yếu yếu hơn nữa thì có thể là nó sẽ test lại cái điểm này các anh chị nhìn thấy cái điểm đây đúng không ạ đó và chúng ta À, có thể là ở đây đó là vùng 42.3 42.3 đến khoảng quanh vùng 42.5 các anh chị đó thì có thể là có dự phòng thêm một cái điểm này nữa à, rồi và sau cái test đi thành công của mục tiêu những cái vùng mục tiêu này thì ta các kỹ thuật của VGC chúng ta sẽ hướng về khoảng quanh vùng 45.5 tiếp ở trong tuần vừa qua à, test hỗ trợ đẹp ở vùng 22.8 đến vùng 23 target tuần 24 thì shipshot đạt được ở phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó đã lên đến khoảng quanh vùng 23.9 rồi à, còn 0.1 nữa thôi thì nó đạt target tuần tuần tới thì khả năng nó sẽ test lại vùng 23.4 đến khoảng vùng 23.6 à, test tích lũy thành công mục tiêu ở trong tuần này thì sẽ tiếp tục hướng đến vùng 24 năm tuần này thường phân tích thêm cho các anh chị mã cổ phiếu DTD đây cũng là một mã cổ phiếu ngành bất động sản khu nghiệp và con này thì cái tính tạo lập khá là tốt sau một cái giai đoạn nó tích lũy ở vùng 24 đến vùng 24.3 thì hiện tại là trong tuần vừa qua từ phiên giao dịch ngày 16 đến ngày 20 thì DTD bắt đầu có xu hướng phục hồi và đặc biệt là trong phiên giao dịch ngày 19 có một cây đến giờ kết thúc phiên với lực kéo mạnh và phiên ngày hôm nay thì tiếp tục kéo lên vùng 26.5 tuy nhiên là gì À, kết thúc phiên thì nó quay trở về test tích lũy như thế này là cực kỳ tốt các anh chị nha cực kỳ tốt và tuần tới thì các anh chị canh ở quanh vùng 25 25 cộng trừ 0.3 cộng trừ 0.3 đó chúng ta lấy 25 là biên trung tâm thì các anh chị có thể đặt 25.1 25.2 25.3 và chúng ta đặt thêm là 24.7 đến vùng 25 nói chung 25 um, biên 25 cộng trừ 0.3 khá là tốt và target mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn ở hướng về vùng 27.5 ở trong mã ngành bất động sản công nghiệp thì các anh chị lưu ý thêm mã cổ phiếu BCM, con này thì nó thuộc rổ VN30. Và cái giai đoạn vừa qua thì nhận diện thấy là gì? Cầu khá là tốt này các anh chị nhá, tiền to vào. Và cái thứ hai nữa là nó vận hành theo cái mô hình kênh xu hướng. Nó đã test ở trong kênh và nó bứt qua kênh vùng 64 65. À, đã phân tích rồi và trong cái giai đoạn vừa qua thì ở quanh vùng 69 đến 70 cổ phiếu BCM đang tích lũy khá là tốt và khả năng nó sẽ chờ đợi thông tin gì đó à, tích cực để uh, nó sẽ đánh và khi mà nó đánh thì loanh uh, lanh quanh ở vùng 70 thì chúng ta có thể kỳ vọng lên vùng 80 và điểm xa hơn là vùng 90 hoặc thậm chí là nó sẽ về đỉnh cũ nó là quanh vùng 100 thì uh, trong mã ngành bất động sản công nghiệp thì chúng ta chú ý thêm cái mã cổ phiếu đó nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép thì đối với thép ở thời điểm hiện tại như cũng đã có phân tích chia sẻ với anh chị rồi giá thép thế giới đang đang có xu hướng phục hồi thêm nữa là thép cũng đang có cái sự tích lũy chỉnh cung chỉnh nền và tích lũy đáy khá là tốt thì đó sẽ là những cái thời điểm mà anh chị sẽ thu gom thêm và với thép dự kiến cũng sẽ là một sóng ngành trọng điểm của những tháng cuối năm 2024 HPG ở trong tuần chúng ta có dự kiến điểm 24, 27 đến khoảng quanh vùng 25 và các anh chị nhìn thấy đây đây là một điểm test ở trong phiên giao dịch ngày 6 tháng 9 thì về đến đây chúng ta tiếp tục phiên giao dịch ngày 17 18 à, cổ phiếu HPG tiếp tục test vùng 24.8 và tuần này thì nó hoàn thành target ở vùng 26 và tại điểm 26 đó là điểm cả kỹ thuật cho nên là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì có những cái thời điểm nó vượt qua vùng 26, tuy nhiên cây đến giờ kết thúc phiên thì nó lại không vượt qua được cái vùng 26. Do đó tuần tới thì khả năng sẽ ở khoảng quanh vùng 25 25.2 đến khoảng quanh vùng 25.4. À, kỳ vọng là nó sẽ lấp lại cái gap này và nó test cung chỉnh nền lại ở đây. Và test tích lũy thành công, mục tiêu là test tích lũy thành công ở quanh vùng 25.4. Thì... À, như vậy là Hòa Phát sẽ tiếp tục dự báo à, tiến về vùng 26 và điểm xa hơn sẽ là khoảng quanh vùng 26.5. Cổ phiếu NKG trong tuần chúng ta dự kiến các cái điểm test tích lũy sẽ lại ở khoảng quanh vùng 20.8 điểm xa hơn sẽ là vùng 20.4 và trên thực tế thì nó test vùng 20.6 và nó bắt đầu phục hồi. Target kỹ thuật tuần ở khoảng vùng 21.8 đến vùng 22 thì như vậy là phiên giao dịch ngày hôm nay thì chính thức là um, nó đã đạt được ở cái target kỹ thuật rồi và nó bắt đầu nó quay trở về xu hướng chỉnh cung. Tuần tới 21.2, 21.4 uh, quay trở về test công tích lũy test đi thành công vùng này, mục tiêu sẽ vùng 22, điểm xa hơn sẽ hướng về vùng 22.5. HSG sự kiến điểm tích lũy ở vùng 19.8 đến vùng 20 và như vậy thì trong tuần thì trong phiên giao dịch ngày 17 thì nó test lại ở phiên giao dịch ngày 6 ngày 6 tháng 9 ở đây và nó test lại ở đây, các anh chị à, nó test lại cái điểm hơi sâu sâu hơn một chút ở quanh vùng 19.5, 19.6. À, Hoa sen trong tuần cũng phục hồi target tuần chúng ta dự kiến ở vùng 21 thì nó lên được khoảng quanh vùng 20.7. Và nó còn khoảng 0.3 nữa thì nó hoàn thành cái target tuần Và à, sau những cái điểm kéo khá là tích cực ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay Thì như vậy là nó cũng đang có xu hướng à, chỉnh cung, chỉnh nền Do đó thì khoảng quanh vùng 20, đến khoảng vùng 20.2 à, Đây là sẽ là biên mà dự kiến là Hoa Sen sẽ quay trở về để test, test cung tích lũy Thì mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn, target vẫn là vùng 21 Cổ phiếu VGS thì nó khá là tích cực ở góc độ là T cộng đúng anh chị và nhung đã có phân tích cho anh chia sẻ với anh chị đây này phiên giao dịch của ngày 16 chúng ta vào vào tuần thì chúng ta cần phải gì à, chúng ta cần phải theo dõi cái tín hiệu của quanh vùng 35 thủng vùng 35 sẽ hướng về vùng 34 và ok các anh chị đúng vùng 34 luôn và từ vùng 34 này thì nó hoàn thành người ta ghét tuần ở vùng 37 đó và khả năng sẽ hướng về vùng 38 thôi và thậm chí là vùng 40 con này thì khi mà thị trường thuận và nhóm thép nó đánh thì 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 như vậy thôi và tuần tới thì khả năng sẽ ở khoảng quanh vùng 36.5 đấy 36.5 36.3 à nó 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 lắc nhẹ lại về đây một tí này rồi sau đó mục tiêu sẽ là vùng 38 điểm xa hơn sẽ là vùng 39 40 thì VGS nó đánh nó đánh thường nó đánh rất là nhạy rồi và nhóm ngành chúng ta sẽ tiếp tục phân tích đó là nhóm ngành bất động sản dân cư thì đối với nhóm ngành này các anh chị lưu ý với góc độ kỳ vọng cá nhân đúng lê thì vẫn đánh giá rằng là nó sẽ kéo ở trong những tháng cuối cùng của năm 2024 và trong nhóm ngành này thì các anh chị đặc biệt lưu ý cho hùng những cái mã cổ phiếu ví dụ như seo seo này rồi uh, DG này pdr này đất xanh bốn cái mã cổ phiếu đó uh, theo hùng bốn cái mã cổ phiếu đó sẽ là bốn cái mã cổ phiếu trọng điểm uh, bởi vì bốn cái, cái mã đấy nó chưa chạy còn ví dụ như đạt phương nó cũng chạy rồi rồi nam long nó cũng chạy rồi với kdh nó cũng chạy rồi đó thì những cái mã nó chưa chạy thì có thể là sẽ là những cái sóng ngành uh, tiếp theo đó và các anh chị lưu ý ở cổ phiếu sale ở trong tuần vừa qua chúng ta phân tích cái điểm 15 cộng trừ 0.3 thì chúng ta nhìn thấy đúng không ạ? Tích lũy này phiên giao dịch ngày 16, 17, 18 nó tích lũy ở quanh vùng 15 và bắt đầu có xu hướng vừa thoát lên. Và phiên ngày hôm nay thì nó đánh đến vùng 16 nhưng mà kết phiên lại chỉnh chỉnh một tí cho nên tuần tới lại vùng 15.2 đến khoảng quanh vùng 15.5. Kỳ vọng test tích lũy thành công ở vùng này, mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn sẽ hướng vùng 17. Uh, HDG trong tuần vừa qua cũng uh, khá là tốt chính thức hoàn thành target mục tiêu vùng 29 đấy các anh chị nhìn thấy chưa đúng không ạ và chúng ta phân tích cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 27.3 đến vùng 27.5 thì các anh chị nhìn thấy là như đạt luôn đúng không? như đạt luôn đây này 27.3 đấy Đó. và 27.5 ta kỹ thuật tuần vùng 29 thì đấy là những cái giá trị cùng chia sẻ với các anh chị cũng không có uh, không có lùa gà lùa vịt gì đâu các anh chị nhé và về vùng 29 thì cản mà và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì về cơ bản như vậy thôi, nó cản thì nó test lại vào vùng 28.5. Khả năng nó cũng giơ lắc một tí. Đó. À. À, tuần tới thì chúng ta sẽ uh, xem ở cái điểm 28.5, à, test thành công, mục tiêu vùng 29, 29.5 và xa hơn sẽ là vùng 30. HDC ở trong tuần vừa qua chia cổ tức các anh chị nhé Cho nên là những cái trạc kỹ thuật mà chúng ta vẽ là nó mất hết Thực ra là nó nằm ở phía đường trên cao ấy Thì bây giờ chúng ta sẽ không tua lại phía đường trên đó Và chúng ta sẽ phân tích lại những cái tín hiệu kỹ thuật của HDC sau chia Thì phiên giao dịch ngày 11 tháng 9 là một cái phiên khá là quan trọng đúng không ạ Và tuần này thì như vậy là HDC cũng đã test lại phiên giao dịch ngày 11 tháng 9 Ở bên 24 và bắt đầu nó phục hồi Và phiên ngày hôm nay thì như vậy là HDC uh, mở gáp ở à, mở gáp sau đó thì nó test lại, <laughs> nó test lại gáp à, hơi phí một tí. À, HDC mà giữ lại được ở trên vùng 25 cộng thì đẹp, nhưng mà với cái cách mà nó mở gáp như này thì khả năng tuần tới nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 24 6. 24 6 24 4 hoặc là điểm 24 8 ở đây này. Rồi test đi thành công thì mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn vẫn như vậy thôi. À, quanh vùng 25.5 đến khoảng vùng à, 20 26 đó, HDC cổ phiếu KDH à, rồi vùng hỗ trợ kỹ thuật 36.7 đến vùng 37 đây anh chị nhá à, thì tuần vừa qua KDH không test về đến vùng 37 Ta à, target tuần dự kiến ở vùng 38 điểm xa hơn sẽ là vùng 39 à, và trong tuần lên được vùng 38.5 là mắc và nó bắt đầu có xu hướng địa quay trở lại test ở à, phiên ngày hôm nay thì KDH quỹ cơ cấu do đó thì cái, cái vôn này nó hơi to và nó không đại diện cho xu hướng à, tuy nhiên chúng ta cũng dự dự sơ bộ ở vùng 37.5 37.7 đến khoảng quanh vùng 38 và thực tế thì nó sẽ khoảng vùng 37.5 đến khoảng vùng 37.7 37.7 đây, đó, test thiết bị thành công và mục tiêu thì như vậy thôi, chúng ta sẽ lại tiếp tục hướng cái target kỹ thuật của KDH về khoảng quanh vùng 39 Nam Long, NLG khá là tốt, trong tuần vừa qua chúng ta dự báo điều gì, Nam Long tiếp tục đà hưng phấn và sau đó nó sẽ quay trở về test công chỉ nền và Nam Long test về ở cái điểm quanh vùng 41 và nó chính thức hoàn thành cái target mục tiêu của chúng ta đặt ra đó là vùng 42.3 đây các anh chị nhá. Phiên ngày hôm nay là điểm maximum là 42.4. À a à, 42.35 à, rất sát luôn đó. Và như vậy tuần tới cái cách như thế này thì tuần tới sẽ ở vùng 41.5, điểm sâu sâu hơn là các anh chị sẽ phải tính ở cái biên này. Sâu sâu hơn là tính ở cái biên này, tức là vùng 40.8 đến khoảng vùng 41.2, 41.5 các anh chị nha chúng ta quan sát ở đây uh, test công trình nền test tích lũy thành công như uh, chúng ta sẽ hướng về uh, tiếp tục hướng về vùng 42.3 xa hơn sẽ là vùng 43 Đạt Phương là một mã cổ phiếu cực tốt rồi. nó chạy cực là, là 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 là, là ok rồi đúng không ạ và trong tuần thì chúng ta có nói đến là gì Đạt Phương với cái cách hiện tại như này tích lũy thành công vùng 52.5 thì ta cái thuật sẽ vùng 55 và trong tuần vừa qua thì sau khi mà bật lên được đến vùng 55 thì nó không có chỉnh cung và nó tiếp tục hướng về target ở vùng 57 Tức là cái cách tạo lập cực tốt Đó Và tại vùng 57 thì nó lừng khừng và <laughs> Hiện tại những cái xu hướng chỉnh cung thì nó cũng chỉnh khá là đẹp Như vậy tuần tới vùng 55.5 đến khoảng vùng 56 Khả năng sẽ test cung tích lũy ở đây mục tiêu sẽ vượt vùng 57 và hướng đến vùng 6x và đạt phương thì nó chạy nó chạy tốt nó chạy tốt ở trong thời gian vừa qua rồi cho nên là đó như Hùng có chia sẻ là gì đấy các anh chị tại sao lại như vậy à, chúng ta nhìn này đó thì năm 2024 đúng không Đạt Phương nó chạy từ vùng 35 và lên vùng 60 tức là Đạt Phương cũng đã đánh gần như là đánh được cái target kỹ thuật là tăng gần 100 phần trăm rồi đó chính vì vậy nên là Hùng mới nói rằng là những cái mã cổ phiếu mà nó đã chạy tốt rồi ấy, thì có thể nhịp này nó sẽ tiếp tục chạy à, Tuy nhiên là chúng ta sẽ không quá chú trọng đó, và trên trạng cái từng ngày thì các anh chị nhìn thấy này à, Tại cái thời điểm 44.5 đến vùng 45 vùng có phân tích này Và đạt phương chạm đến cái kênh xu hướng này Các anh chị nhìn Đẹp không ạ Đó đẹp không ạ đây, đây Đây Chạm đây thì nó đánh Và <laughs> hiện tại thì với cái cách dốc như này Thì đạt phương các anh chị lùi này à, Chúng ta sau một cây nến kéo này Chúng ta có ba cây đến ngày Test lại Và các anh chị nhìn thấy cái điểm 55.5 Hiện tại vẫn đang là cái điểm hỗ trợ khá là tốt đúng không ạ Và với việc nếu thuận là chỉ số VN30 chúng ta vượt thoát được vùng 1340 thì không những là đạt phương hướng về vùng 160 mà đạt phương có thể nó đánh theo kênh tức là nhịp này đạt phương sẽ có thể sẽ kéo về đến khoảng quanh vùng 68 các anh chị nhá trên giả cái tuần ngày thì đạt phương có thể hướng về quanh vùng 68 đến khoảng vùng 70 đấy các anh chị nhìn lưu ý là như vậy à, tuy nhiên là để lên được cái vùng đó rồi để lên được cái vùng đó thì chúng ta sẽ cần cái điểm 60 sau đó chúng ta sẽ cần tiếp điểm 62 rồi chúng ta sẽ cần tiếp điểm 65 rồi mới nâng được cái target lên vùng 68 đến vùng 70. Đó, cái cách thức mà Hùng phân tích là như vậy chứ không phải tự dưng từ đây mà Hùng view lên một phát lên vùng 68 đến 70 không có câu chuyện đó. Nhưng cái đường đi của nó sẽ khả năng sẽ là như vậy. À, và trong cái hành trình nó đi lên đó thì chúng ta cần phải có các cái điểm để chúng ta đánh giá đúng không ạ? Nó phải có cơ sở các anh chị chứ cũng không phải là cứ nói trời nói đất là được đúng không? Rồi. À, DG, à, DG đây là một mã cổ phiếu trọng điểm này Đúng trong tuần vừa qua thì về cơ bản là Dg tiếp tục test tích lũy quanh vùng 21.5 đến vùng 22 và nó đã test à, thành công 21.5 21.7 22 đây và mục tiêu thì vùng 24 thì nó chưa có đạt được các anh chị à, chưa có đạt được tuy nhiên với góc độ kỹ thuật hiện tại thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng là thị trường ra và thị trường phục hồi và cổ phiếu sẽ tiếp tục à, công về vùng 24 tuần tới thì ở biên 22.32.5 22 kỳ vọng test thành công mục tiêu sẽ là vùng 24 cộng điểm xa hơn sẽ là vùng 25 Đất xanh cũng là một mã cổ phiếu trọng điểm và các anh chị lưu ý đối với đối với đất xanh. Đối với đất xanh thì như vậy là trong tuần vừa qua đúng không ạ? Trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng thấy rằng là đất xanh đã test về quanh vùng 15. Và mục tiêu ở vùng 16 thì nó cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên nó chưa vượt được vùng 16 và vùng 16 vẫn là vùng cảng tương đối là khoai. Và hiện tại thì như với cái cách vận hành như này thì chúng ta kỳ vọng là gì? Như vậy là đất xanh sẽ hướng lại Uh, nó sẽ hướng lại ở khoảng quanh vùng 15-3, 15 năm Kỳ vận test đi thành công, mục tiêu 16 và điểm xa hơn sẽ là vùng 16.5 Và đối với đất xanh thì uh, các anh chị chúng ta cũng view trên sạc kỷ ngày một tí Để chúng ta ngắm nghe em này một tí Thứ nhất là khả năng là cái vùng 11-8 đến vùng 12 là ok rồi đúng không anh chị Và từ đây thì nó kéo nhịp một Tức là chúng ta tính từ vùng 12 đi và lên vùng 16 là nó kéo 4.000 đồng trên một cổ phiếu Rồi nó test lại vùng 14 đến khoảng vùng 14.5 Ở đây cũng khá là đẹp Và ở đây thì nó đang có một cái kênh xuống chéo lực cầu ở giai đoạn hiện tại khá là tốt rồi và đối với đất xanh thì theo quan điểm của mình muốn đánh được thì đất xanh sẽ phải có cái lực cầu trung bình từ 77 triệu đến khoảng tầm 100 triệu trên một tuần. Các anh chị cứ, cứ lưu ý cái lực cầu như vậy. Và sau đó thì chúng ta sẽ cần tín hiệu gì? Tín hiệu đường MACD nó đang đỏ này và nó bắt đầu có xu hướng chuyển xanh thì chúng ta sẽ cần cái tín hiệu đường MACD vượt thoát xanh ở đây. Có thể ở trong tuần tới nếu nắn nót một tí thì các anh chị nhìn thấy đây là kênh xu hướng đúng không ạ? À, nó một tí là kênh xu hướng như vậy thì ở đây thì có thể là gì nó kỳ vọng của chúng ta sẽ kỳ vọng là gì test lại kênh xu hướng rồi từ kênh xu hướng này thì lực cầu nó sẽ bắt đầu tiếp tục bật và cái điểm sơ sơ ở đây thì chúng ta sẽ hướng về vùng 7.7 để khoảng quanh quanh vùng 18 ở trên trạng tuyệt ngày thì nó ở đây nó sẽ vùng cả đó và về đến đây về đến cái điểm cầu này về đến cái điểm cầu này thì khả năng nó sẽ tiếp tục chỉnh cung à, và nó lại test kênh xu hướng và test thành công kênh xu hướng thì cái đó chúng ta sẽ xây tiếp đấy cách thức là như vậy các anh chị nhá Cổ phiếu PDR cũng là một mã cổ phiếu trọng điểm ở trong thời gian này và trong tuần chúng ta phân tích điểm hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 20.7 đến vùng 21. Ok, test 20.7 21. Cản kỹ thuật ở 22 đến vùng 22.5. Ok luôn, có vùng 22.8 ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Test lại, đóng cửa tuần ở vùng 22.2, khá đẹp. Như vậy tuần tới lại vùng 21.3. 21.3 đến khoảng quanh vùng 21.5 Sơ sơ như thế 21.3, 21.5 À, chúng ta kỳ vọng test tích lũy thành công. À, kỳ vọng test tích lũy thành công. Mục tiêu ở trong nhịp này thì như vậy là gì? PDR sẽ ừ, tiếp tục vượt thoát vùng 22.5 và để vươn tới vùng kháng thuật tiếp theo ở vùng 23.5 đến khoảng quanh vùng 24. Novaland ở thời điểm hiện tại thì nó cũng chưa ổn à, nói chung là nó cũng đang dê dắt thôi. Trong tuần vừa qua thì chúng ta có phân tích điểm điều gì? Đó là vùng là 10 cái gì nhỉ? 10 10 10, 10 11 11.3 cộng trừ 0.3. À, đó thì có điểm 11.5 đấy, rồi nó lại có điểm à, mấy thế này. 10 chấm mấy đấy, 10.8. Vẫn như vậy thôi, tuần tới vẫn 11.3 cộng trừ 0.3, tiếp tục tích lũy. Tích lũy thành công thì như vậy ngắn ngắn, Chơi bộ thì chúng ta ngắm lên à target kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 12. Nhóm ngành chúng ta sẽ đi tiếp tục đi phân tích đó là nhóm ngành chứng khoán thì chứng khoán cũng là một nhóm ngành rất là quan trọng và cũng đã phục hồi khá là tích cực ở trong tuần vừa qua. Về cơ bản thì tất cả các mã ngành chứng khoán trong tuần vừa qua đều đạt à, target kỹ thuật màu đề ra. Đó và điểm hỗ trợ kỹ thuật cũng đạt mà điểm cản cũng đạt. Cổ phiếu VCI sự kiến ở vùng 33 và trong tuần vừa qua thì nó test sơ sơ ở quanh vùng 32.4 32.5 ở đây ở trong viên giao dịch ngày 16 17 bắt đầu phục hồi target tuần ở vùng 35 thì như vậy là SSI chính thức à, đạt 35 trên 35 bản chất ở trong phiên 18 nó cũng xích soạt đạt này đạt và phiên ngày hôm nay thì mới vượt lên trên vùng 35 cộng và sau cái điểm mà kéo gáp như vậy thì như vậy là VCI cũng bắt đầu có xu hướng quay trở về test cục trình cung chỉnh nền như vậy là vùng 34 34.3 tuần tới kỳ vọng test được đi thành công mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn VCI sẽ tiếp tục ngắm về quanh vùng 36 cổ phiếu HCM là một trong những công ty chứng khoán đấy là theo tin đấy nhá chưa có chính thức đâu đấy là theo tin anh em nó đồn thổi như vậy thôi là một trong những công ty chứng khoán khả năng sẽ được cấp mặc xin cho nhà đầu tư nước ngoài gọi là thí điểm đấy ví dụ đấy cho nên là hiện tại thì HCM đánh khá là đẹp và chính thức thì HCM đã vượt qua cái mốc cản mạnh ở vùng 30 đó và trong tuần vừa qua chúng ta dự kiến cái điểm 28.7 đến vùng 29 là điểm test này và nó test uh, điểm sâu hơn uh, đây các anh chị uh, cái điểm hỗ trợ kỹ thuật là nó test về đến vùng 28 và sau đó phục hồi nó bứt qua vùng 30 và hướng đến vùng 31. Phiên ngày hôm nay nó test khá là đẹp uh, sau những cái điểm kéo lên thì về cơ bản nó cũng test loanh quanh ở quanh vùng tham chiếu. Như vậy khá là đẹp cho nên tuần tới khả năng sẽ có các cái điểm à, chỉnh cung test nền lại khoảng quanh vùng 30 29.5 đến khoảng quanh vùng 30 tức là nó sẽ lấp một cái phần gáp của phiên giao dịch ngày 18 test thành công thì uh, chúng ta chờ đợi uh, có xuất hiện những cây nến giờ vượt thoát vùng 31 thì cái đó target của HCM sẽ khá là cao đó các anh chị uh, chúng ta sẽ hướng tiếp đến vùng 32.5 SSI ở trong tuần vừa qua thì uh, lý lực cầu cũng rất là lớn cho nên là có thể là SSI cũng là một trong những cái công ty chứng khoán được cấp bản xin cho nên là nhà đầu tư họ uh, đón đầu đúng không ạ và trong tuần thì chúng ta phân tích cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 31.8 đến vùng 32 ok phiên giao dịch ngày 16 17 có ta kết kỹ thuật tuần 33.5 khuyến mại thêm cho các anh chị à, 0.4 nữa là lên vùng 33.9 suy soát vùng 34 và nó quay trở lại test điểm test của SSI đẹp và lực cầu đẹp Nói chung là lực cầu đẹp à, như vậy tuần tới ở vùng 33.2 đến khoảng 33.5 các anh chị ở chúng ta kỳ vọng test tích lũy thành công vùng này. Mục tiêu sẽ hướng đến vùng 34.5 đến khoảng vùng 34.7. Đây là vùng cả cái thuật tiếp theo của uh, mã cổ phiếu SSI. VND cũng uh, <laughs> test tích lũy thành công và tuần này à, và phiên giao dịch ngày hôm nay thì VND cũng có lực cầu khá là tốt các anh chị nhé à, uh, đây à, uh, vùng 14.2 14.3 đúng không ạ đấy chúng ta phân tích cái điểm này gọi là điểm hỗ trợ kỹ thuật và target kỹ thuật tuần là vùng 15 đạt luôn 15 trên 15 ở uh, phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó kéo lên vùng 15.2 và nó bắt đầu có các điểm quay trở về chỉnh cung lực cầu khá là tốt phiên đầu phiên thì nó đánh trên 7 triệu và phiên à, uh, đến giờ kết thúc phiên trên 7 triệu như vậy thì uh, chúng ta dự kiến ở quanh vùng 4.8 cộng trừ ở VND sẽ quay trở về đây test cung ở uh, tích lũy chỉnh cung chỉnh nền và mục tiêu tiếp theo sẽ hướng về cản kỹ thuật 15.5 cổ phiếu FTS ở đây uh, chúng ta cũng uh, có những cái target kỹ thuật tuần và các cái điểm hỗ trợ rất là nét ở trong tuần vừa qua điểm 43.5 đến khoảng vùng 43 đây các anh chị 43 43.5 nhá chúng ta phân tích đây là điểm gì hỗ trợ kỹ thuật chỉnh cung và target kỹ thuật tuần hướng về vùng 46 đạt được khoảng quanh vùng 45.6 còn 0.4 nữa thôi thì nó sẽ hoàn thành cái target tuần và hiện tại thì nó cũng đang có những cái điểm gì chỉnh cung test chỉnh nền ở đây và phiên đây là một cái cây nến có thể là quỹ cơ cấu này đó nhưng về cơ bản là tuần tới thì vùng 44 44.5 44.3 vùng 4.5 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật của à, của FTS kỳ vọng test tỷ lệ thành công thì ta gây kỹ thuật là vùng 46 điểm xa hơn sẽ là vùng 47 tạm thời FTS chúng ta sẽ ngắm như vậy SHS thì nhìn chung vẫn còn nhì nhàng lắm và chúng ta cũng phải cần thêm thời gian thôi chứ cũng không có cách nào cả. Nhung đã có phân tích chia sẻ ở quanh vùng 14.5 thì các anh chị nhìn thấy tuần vừa qua nó có những cái điểm test khá sát đến vùng 14.5, target cái tuần ở vùng 16 thì nó vươn lên được khoảng vùng 15.6 và hiện tại là quay trở về test cho nên tuần tới sẽ ở khoảng quanh 15 đến khoảng vùng 15.3. Kỳ vọng test tiếp đi thành công vượt vùng 16 hướng đến vùng 17. VX ở trong thời điểm hiện tại thì nó cũng chưa có chưa có nhiều động lực và về xu hướng thì nó cũng gọi là test tích lũy đúng không à, tích lũy trong tuần thì chúng ta dự kiến những cái điểm test ở vùng 11 11.2 đây nó test ở vùng 11.2 ta ghép cái tuần tuần thì ở vùng 11.9 đến khoảng quanh vùng 12 và nó lên được vùng 11.6 thì nó lại đang bị khừng lại ở đây à cây nến giờ kết thúc phiên 23 triệu, đây là quỹ cơ cấu cho nên là tuần tới 11.2 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 11 tức là nó sẽ quay trở về đây cùng chỉnh cung chỉnh nền Ờ à, test đi thành công thì target vẫn ở quanh vùng 12 đến khoảng vùng 12.2. AGR trong tuần vừa qua test thành công ở vùng hỗ trợ, hoàn thành target tuần, tức là cực đẹp luôn ở quanh vùng 7.5. Đây là kênh xu hướng thì nó đã có cây nến giờ trong phiên giao dịch của ngày 16 test đúng vùng hỗ trợ thuật chúng ta dự kiến ở vùng 7.5. Target kỹ thuật tuần ở vùng 18.6 thì khuyến mại thêm cho anh chị 0.2 là 18.8 ở trong phiên giao dịch ngày nay mở gáp và test lại gáp à như vậy nó đã test xong gáp và khá là đẹp tuần tới ở vùng 18.4 đến khoảng vùng 18.2 kỳ vọng đây là biên test tích lũy thành công và test tích lũy ở tại biên này mục tiêu sẽ <laughs> hướng với cản 19 điểm xa hơn sẽ là vùng 19.4 cổ phiếu ORS trong tuần thì cũng uh, tích lũy thành công ở biên hỗ trợ kỹ thuật chúng ta dự kiến ở vùng 12 12.1 ta uh, target tuần ở vùng 12.7 và khuyến mại thêm cho các anh chị 0.2 là 12.9 à, kéo gáp xong và quay trở về test cáp đẹp vùng 12.4 đến vùng 12.6 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật tuần của ORS test thành công mục tiêu sẽ hướng đến vùng 13 đến vùng 13.3 VDS như vậy test thành công Ở vùng 20, 20.2, 20.4 Target kỹ thuật tuần ở vùng 21.2 Khuyến mại thêm cho các anh chị 0.4 nữa là 21.6 Và viện ngày hôm nay thì nó kéo Ở đầu phiên à, tuy nhiên những cây nến giờ sau đó Thì nó lại chỉnh giảm Như vậy vùng 20.8 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật Và để nó nó lấp lại một cái phần Kéo gáp ở trong phiên giao dịch ngày 18 Thì như vậy là nhóm ngành chứng khoán sẽ lấp lại Điểm lấp kỳ vọng sẽ là vùng 20.8 và Target kỹ thuật mục tiêu tuần à kỳ vọng ở vùng 22. Cổ phiếu CTS à, như vậy là CTS cũng bắt đầu à, công về. Các anh chị công về tuần này thì nó hoàn thành vượt mức cái mức kỳ vọng. Đó, và vùng hỗ trợ kỹ thuật thì cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi, dự kiến chỉnh cung ở vùng 38 đến vùng 37.5. Thì các anh chị nhìn thấy trong phiên giao dịch của ngày 16, 17 à, liên tục có những cái nến giờ test ở vùng 38, tác các kỹ thuật tuần ở vùng 39.5. Đến vùng 40 thì nó khuyến mại lên vùng 40.5 và phiên giao dịch ngày hôm nay thì tại vùng 40.5 nó đang thất bại rồi. Tức là nó không thể vượt thoát qua cho nên nó sẽ quay trở về test uh, tuần tới. Uh, tuần tới thì chúng ta sẽ tính toán ở đây đó là vùng 39 đến khoảng quanh vùng 39.5, test đi thành công thì mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn CTS có thể hướng về uh, <laughs> tiếp tục hướng về cái vùng cản 40.5 và vượt vùng 40.5 thì cái đó có thể xây lên ở khoảng quanh vùng 41.5. cổ phiếu MBS uh, MBS ở đây chúng ta thấy rằng là đây nó có những cái điểm test này trong tuần chúng ta dự kiến ở điểm 26.5 đến vùng 27 ok chưa các anh chị đấy và những cái điểm phân tích của cá nhân Hùng Lê phân tích cực kỳ sát về mặt về mặt xu hướng không biết là các anh chị đánh giá như thế nào nhưng mà tất cả những cái điểm dự báo ở uh, các cái điểm chỉnh cung test nền rồi các cái target kỹ thuật thì rất là ok mục tiêu sẽ đánh về vùng 28 khuyến mại thêm cho anh chị uh, 1 nghìn nghìn rưỡi gần 2 nghìn À, à xin lỗi cả nhà à, gần, à, gần 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 1, gần 1.000 gần 1.000 khuyến mại thêm gần 1 000. 28 và à, tuần này thì như vậy là mp tiếp tục ở à, phiên giao dịch ngày hôm nay tích cực khi mà nó tiếp tục hướng về vùng 28.7 vùng 29 đây là vùng cản mạnh của mps và sau gáp tăng thì như vậy mps quay trở về test gáp và loanh quanh ở quanh tham chiếu như vậy tuần tới sẽ ở vùng 28 điểm sâu hơn sẽ là vùng 27.5 nó sẽ tả tả gáp một phần ở phiên giao dịch của ngày 18 tháng 9 kỳ vọng test bị thành công mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn của MBS thuận thuận có nghĩa là gì tức là thị trường chúng ta đặt mục tiêu là đánh break vùng 1340 đó thì như vậy là nó chắc chắn nó sẽ vượt vùng 29 và điểm xa hơn à, chúng ta sẽ hướng đến cái vùng cả kỹ thuật MBS ở quanh vùng 30 rồi và bản tin tuần này thì về cơ bản như vậy thôi các anh chị nhá và ông lê xin phép được tạm dừng tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản phân tích cập nhật tiếp theo